Mình thấy rằng có rất nhiều bạn trẻ trong những năm gần đây thì đi tìm kiếm những khóa chữa lành, những khóa healing, và có rất nhiều những khóa học này, những khóa retreat, những cái chương trình ngắn hạn để giúp cho mọi người chữa lành hoặc là tự chữa lành, đúng không ạ? Thì cái từ chữa lành này trở nên rất là thông dụng trong chắc là tầm 5 năm trở lại đây, và trên các phương tiện thông tin đại chúng thì rất là phổ biến. Có rất nhiều người khi mà đến với kiến thức về chữa lành này, hoặc là tự chữa lành, hoặc là tham gia vào những khóa chữa lành, thì lại có vẻ như là thường hay bị mắc kẹt trong hai chữ chữa lành, và không hiểu vì sao mà chữa mãi không lành, và không biết là chữa đúng chỗ hay chưa, hay là chữa đúng thầy hay chưa, mà hay là chữa đúng vấn đề hay chưa, mà tại sao mãi không lành, vẫn cứ cảm thấy là vẫn hoang mang, dằn vặt, quằn quại ở bên trong, và vẫn cứ cố gắng để tìm kiếm một cái con đường nào đó để mà mình có thể cân bằng hơn, hạnh phúc hơn giữa cuộc sống này. Thế thì mình nghĩ rằng cái chủ đề này là một chủ đề rất quan trọng, vì cái chữ chữa lành này có vẻ nó trở thành một cái chủ đề tâm điểm của các cái khóa học tâm linh này, hoặc là những cái khóa phát triển con người, và mọi người nói đến chữa lành rất là nhiều, nhưng cái cách hiểu, cái phương pháp, mình cảm thấy có một cái gì đó còn thiếu. Và vì thế mà chúng ta còn đang, dù có tham gia rất là nhiều, dù rất là cố gắng, dù đọc rất nhiều tài liệu và tham gia nhiều khóa, nhưng có vẻ như là chúng ta vẫn chưa có thể tự chữa lành được cho mình. Và mình khi mà mình xem xét kỹ vào một số cái khóa đang hiện hữu trên thị trường này, và mình cũng trao đổi, mình có duyên trao đổi với một số bạn trẻ nói chuyện trực tiếp với các bạn, thì mình cũng đã bắt đầu tìm hiểu ra và hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu. Và vì thế nên là trong buổi hôm nay mình rất muốn được chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ và hiểu đúng về healing. Giải thích một chút vì sao mình không muốn dùng từ chữa lành. Healing trong tiếng Anh thực ra là a process of restoration. Process là một quá trình, và restoration là khôi phục lại, trở lại. Thế thì nếu mà để mà hiểu đúng nghĩa trong tiếng Anh ấy, thì nó sẽ phải là một quá trình khôi phục. Tuy nhiên là healing trong tiếng Anh, bản thân những người sử dụng tiếng Anh cũng có sự hiểu lầm rằng là healing nghĩa là chữa lành, chữa cái là lành, hoặc là có vết thương là phải chữa lành. Thế thì khi mà dịch sang tiếng Việt thì cái nghĩa của từ này nó bị hạn hẹp trong cái chữ chữa lành đó. Mà thực ra nghĩa của từ healing nghĩa là a process of restoration, là một quá trình phục hồi. Phục hồi cái gì? Phục hồi lại bản thể, nguyên bản. Phục hồi lại sự trọn vẹn, đủ đầy, hạnh phúc, an yên trong mỗi người. Bởi thế nó là cả một quá trình. Và thực ra cái mục tiêu của chữa lành không phải chỉ là chữa một vết thương, một nỗi đau lòng, những tổn thương trong quá khứ, hay là một sự việc, một biến cố xảy ra trong hiện tại. Tất nhiên là chúng ta khi mà gặp những biến cố về cảm xúc, về tâm lý thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bấp bênh, rất là mất thăng bằng, và chúng ta luôn luôn là muốn tìm đến những cái giải pháp để giúp cho mình thoát khỏi những cái nỗi đau đó, những cái sự dằn vặt đó, để cân bằng hơn, an yên hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ một vết thương đó chúng ta sẽ không gọi là chữa lành, mà chúng ta đúng hơn ạ, thì nó chỉ là giảm đau cái vết thương đó. Cái vết thương làm cho chúng ta nhận ra là chúng ta đau. Vết thương làm cho chúng ta nhận ra là chúng ta không hoàn toàn trọn vẹn, cân bằng. Và vì thế mà chúng ta bắt đầu đi trên một con đường, một quá trình để khôi phục lại nguyên mẫu của chính mình, khôi phục lại bản thể trọn vẹn, cân bằng, hài hòa, an yên giữa cuộc đời và giữa các mối quan hệ trong cuộc đời. Thế thì chúng ta cần hiểu đúng về từ healing, đó là quá trình trở về với bản thể trọn vẹn của mỗi người, hay là con đường để chúng ta trở về với chính mình. Chứ chúng ta sẽ không kỳ vọng ở cái việc là một khóa chữa lành, hai khóa chữa lành, hay là một người thầy chữa lành có thể xoa dịu, có thể cắt hẳn những cái nỗi đau mà các bạn đang mang trong mình. Bởi vì sẽ không có ai ở ngoài kia có thể xoa dịu được nỗi đau, hay là mang nó đi chữa lành nó khỏi bản thân chúng ta. Khi chúng ta ngã hay chúng ta bị dao cắt vào tay chẳng hạn, nó là một vết thương, và chúng ta có thể là đắp thuốc, chúng ta có thể là băng bó, chúng ta có thể là kệ nó vài ngày nó lành. Thế nhưng ai chữa lành cho chúng ta? Có thật sự là cái băng dán đó nó chữa lành, có phải là cái thuốc ta bôi vào nó chữa lành hay không, hay là bác sĩ
chữa lành hay không, có phải không? Không phải là những cái thứ đó chữa lành, những thứ đó có thể là giúp ta giảm bớt cái sự khó chịu, sự đau đớn của cái vết cắt đó. Nhưng cái thuốc đó, cái băng gạc đó, cái bác sĩ đó không chữa lành cho ta đâu, mà là tạo điều kiện cho ta có một khoảng thời gian để khôi phục, để tạo ra những tế bào mới, để trở về với cái trạng thái mà chúng ta lành lặn, khỏe mạnh, cân bằng. Từ giờ trở đi chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở chính mình và nhắc nhở mọi người rằng healing không phải là chữa lành, mà là một quá trình trở về với chính mình, trở về với sự trọn vẹn, hoàn hảo, cân bằng, an yên trong chính mình. Và vì thế nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố xung quanh của cái quá trình này, và nó là một chặng đường dài. Tất nhiên là chúng ta ai cũng có một cái sự nóng ruột rằng là bao giờ chúng ta mới có thể thoát ra khỏi những dằn vặt, những đau đớn, những sự mất cân bằng, những tổn thương trong cuộc đời. Nếu chúng ta nhìn vào những em bé, khi các em bé mới sinh ra, chúng ta đã từng là những em bé đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là những em bé này, có bao giờ các em bé để quằn quại, suy nghĩ dằn vặt về chuyện là bố mẹ mình nói câu này, hay đồng nghiệp mình nói câu kia, hay là bạn này bạn không yêu mình, không ở bên cạnh mình lâu. Trẻ con nó rất là vô tư, rất là vui vẻ. Chúng ta quan sát những nụ cười, những sự vô tư hồn nhiên của trẻ con thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta đã từng như thế. Chúng ta đã từng sống trong một cái sự hạnh phúc, trọn vẹn, an yên, vui vẻ, không lo toan, không suy nghĩ gì. Tất nhiên là khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ phải tự lo cho bản thân mình về công ăn việc làm, về việc là sống qua ngày như thế nào, rồi trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với công việc mình làm. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải biến thành những vai diễn mà chúng ta đang thực hiện những cái vai trò của mình. Chúng ta không nhất thiết phải đau đáu về những nỗi đau, những dằn vặt và những tổn thương mà chúng ta cho rằng người khác và hoàn cảnh gây ra cho mình. Chúng ta vẫn có thể là những em bé vô tư, vui vẻ, hồn nhiên đó, sống một cuộc đời nhẹ nhõm, an lành, trọn vẹn, hài hòa, kết nối sâu sắc với những người thân, với những người hàng xóm, bạn bè xung quanh mình. Cho nên là cái hành trình healing này, hành trình chữa lành hay là hành trình khôi phục nguyên mẫu của mỗi người này sẽ dẫn chúng ta trở về với thời điểm mà khi chúng ta chưa bị chìm sâu vào những suy nghĩ, chưa bị chìm sâu vào những niềm tin, những khát khao, những tham vọng, những hiểu nhầm. Quan trọng nhất là những hiểu nhầm mà chúng ta nhặt nhạnh, chúng ta học được, chúng ta khoác lên mình, chúng ta phủ lên mình trong suốt những năm tháng của cuộc đời. Rốt cục hành trình an yên hay hành trình trở về với chính mình hay hành trình healing là để bóc dần những cái hiểu nhầm, bóc dần những cái lớp vỏ bọc mà chúng ta đã đắp lên mình. Chúng ta sống với những vai diễn mà chúng ta tưởng rằng đó là mình qua biết bao nhiêu năm tháng, để rốt cục trở về với nguyên mẫu của chính mình, nguyên bản mình là như thế nào, và cái sự kết nối sâu sắc với sự sống, với cuộc đời, với mọi người. Trong cái bài viết hành trình tỉnh thức, 5 giai đoạn của tỉnh thức, thì nếu như các bạn có thời gian đọc, các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái hành trình tỉnh thức này không phải là một hành trình quá xa vời tâm linh đâu. Không phải là chúng ta phải học đạo, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải niệm Phật, hay là chúng ta phải có những cái viên đá crystal, rồi chúng ta hàng ngày thực hành thiền, tưởng tượng ra năng lượng hay là gì cả. Nó chỉ là một phần rất nhỏ, nó chỉ là một cách thực hành rất nhỏ mà thôi. Chứ còn cái hành trình tỉnh thức đó, cả một quãng đường dài đó, là hành trình mà chúng ta tiến hóa từ mê muội, từ hiểu nhầm, từ đau khổ dằn vặt, cũng chính trong xã hội này, cũng chính trong môi trường hoàn cảnh này, và tiến hóa từ đó trở nên nhận thức rõ ràng, thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu mọi người, thấu hiểu cuộc đời, và nhận ra tất cả những gì đẹp đẽ, trọn vẹn đang tồn tại ngay trong cuộc đời này, ngay trong chính những hoàn cảnh mà chúng ta đang sống bây giờ. Và điều chỉnh để cho tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình nó trở về với đúng những gì là bản thân mình, là chính mình. Và đó là một cái hành trình mà mình không nghĩ rằng nó là tâm linh xa vời. Nó rất thiết thực, và tất cả chúng ta đều phải đi qua nếu chúng ta thực sự muốn sống an yên giữa cuộc sống này, trong kiếp người này. Những cái nội dung mình chia sẻ, mình tin rằng có thể chạm đến được trái tim của rất nhiều người, kể cả là những người theo Phật, kể cả là những người không theo đạo, kể cả là những người theo những trường phái tâm linh hiện đại, cũng có thể là những người không có theo trường phái tâm linh nào cả. Mình tìm thấy điểm chung trong tất cả các trường phái,
tất cả các con đường tâm linh, tất cả những đạo giáo, tất cả đều hướng về việc là chúng ta sẽ sống cuộc sống này như thế nào trong giây phút này. Và để mà sống được một cuộc sống an yên, hạnh phúc, cân bằng, hài hòa, thì tất cả đều quay về việc chúng ta phải gỡ bỏ được những hiểu nhầm trong tâm trí và sự kiểm soát của bản ngã. Bản ngã không phải là chỉ là một cái cụm từ mà Phật tử dùng. Cho nên khi mình nói về bản ngã, có thể nhiều bạn nghĩ rằng mình đang truyền giáo đạo Phật hay là gì đó. Tuy nhiên bản ngã thì còn có tên gọi đó là cái tôi hay là cái ta, hay là nhận thức về cá nhân mình, hay trong tiếng Anh gọi là ego. Và trong tất cả những tài liệu về tâm lý học đều sử dụng cái từ ego này, chứ không phải chỉ đạo Phật. Và khi đọc về cái 5 giai đoạn tỉnh thức này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng mình đang đi qua giai đoạn nào. Và các bạn hãy tin tưởng rằng đây là hành trình chung. Tuy nhiên, những sự việc, những chi tiết, những gì mỗi người chúng ta phải trải nghiệm và đối mặt thì sẽ rất là riêng. Cũng giống như là mỗi chúng ta thì trải qua thời thơ ấu, trải qua từng cấp, những người chúng ta gặp, những sự kiện đã diễn ra đều rất là khác nhau. Tuy nhiên nó là một cái hành trình chung. Và vì thế mà dù là những cái chi tiết sự việc xảy ra đối với mỗi người là khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể cùng trao đổi, cùng hướng dẫn, cùng chia sẻ cho nhau được. Bởi vì nó là một hành trình chung, một quá trình chung của sự tiến hóa của nhân loại. Và vì thế bạn không hề cô đơn. Có rất nhiều người, hàng tỷ người cũng đang trải qua những quá trình như thế này. Có thể là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Chúng ta không hơn nhau ở việc chúng ta ở giai đoạn nào, mà chúng ta quan trọng là chúng ta thấu hiểu được nhau. Bởi vì tất cả chúng ta đều cùng trải qua những giai đoạn như thế trong những thời điểm nhất định. Và đôi khi chúng ta còn phải trải nghiệm lại giai đoạn trước khi chúng ta sinh ra, tái sinh ra lại một lần nữa trong đời. Hy vọng rằng khi đọc bài viết này về hành trình tỉnh thức hay hành trình healing này, thì các bạn sẽ vững tâm rằng phía cuối con đường, thực ra nó không có cuối con đường đâu ạ, mà chỉ là cái xu hướng, cái nơi mình đang hướng về đó. Nó hứa hẹn rằng chúng ta sẽ tìm thấy an yên, chúng ta sẽ vượt ra khỏi tầng ý thức của bản ngã và vượt ra khỏi chính những hiểu nhầm trong tâm trí của mình, và sẽ trở về với thời gian giống như khi mà chúng ta còn thơ bé, sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn, hài hòa, kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với tình người, với sự sống, với tất cả mọi thứ. Và vì thế các bạn hãy cố gắng can đảm nhìn rõ con đường của mình và biết rằng những khóa healing này, những khóa chữa lành này, những người thầy tâm linh này sẽ chỉ là đóng góp cho bạn ở một giai đoạn nhỏ, ở một cái điểm nhỏ nào đó trong cái quá trình mà bạn đang đi trên hành trình của mình mà thôi. Khi bạn biết được cái tổng thể con đường này, bạn sẽ không bị tắc, không bị mắc kẹt chỉ ở một điểm và nghĩ rằng đó là tất cả, đó là con đường duy nhất, hay là đó là phương thuốc thần thánh mà có thể chữa được tất cả các vết thương và thay đổi được cuộc đời bạn. Sẽ không như vậy, mà là chúng ta đang bước đi trên một cái quá trình rất dài. Chúng ta cần hiểu được cái hành trình này và có một sự nỗ lực, một sự vững tin thì chúng ta sẽ tiến hóa được trên con đường đó. Thực ra buổi hôm nay thì mình muốn làm rõ cái sự hiểu nhầm của rất nhiều người về healing, về chữa lành. Đó là chữa lành sẽ không có một phương pháp, một viên thuốc, một khóa học, một người thầy nào có thể giúp bạn chữa lành ngay lập tức cả. Và thực ra nó không phải là chữa lành. Chúng ta không có những vết thương đó đâu. Đó là những sự hiểu lầm của bản ngã và tâm trí. Khi mà tham gia vào những khóa chữa lành thì chúng ta sẽ gần như là đều được hướng dẫn thực hành, rồi làm những bài tập để nhận ra rằng hóa ra là những cách mà chúng ta phản ứng, cách mà chúng ta nhìn nhận bây giờ đều xuất phát từ những tổn thương trong quá khứ, trong thời thơ ấu, đúng không ạ? Khi mà bố mẹ ví dụ mắng ta, đánh ta, nhốt ta ở nhà, hay là chỉ đơn giản là có em bé thì bố mẹ chăm lo cho em mà mình bị da rìa chẳng hạn như thế, thì tất cả những cái tổn thương nhỏ nhỏ ở quá khứ đó, ở thời thơ ấu đó, nó tạo nên những sự hoài nghi trong chính mình, tạo nên những nỗi đau, những dằn vặt rằng có phải là mình không được yêu thương không? Có phải mình không có giá trị gì không? Vì sao mình lại không được lắng nghe? Vì sao mình không được thấu hiểu? Vì sao người ta không đối xử với mình đúng như cách mình mong muốn? Thì tất cả những cái hiểu nhầm này xuất phát từ quá khứ. Thì các cái khóa chữa lành có cái tác dụng rất là lớn trong việc đó là giúp các bạn nhận ra cái phản ứng trong thời điểm hiện tại xuất phát từ sự hiểu nhầm trong quá khứ.
Nhưng hình như là thường thì những khoa chữa lành họ không nói là hiểu nhầm, mà họ nói rằng là mình đã bị tổn thương trong quá khứ, những vết thương từ quá khứ đến giờ, từ tuổi thơ đến giờ. Và thường thì chúng ta nhìn thấy rằng là bố mẹ mình, bạn bè mình, thầy cô mình là những người gây ra những tổn thương đó cho ta từ bé, khiến cho ta cảm thấy lo sợ, cảm thấy mất niềm tin, mất tự tin vào chính mình. Và vì thế mà chúng ta bị hoang mang, lạc lối và không cảm thấy mình được yêu thương, không cảm thấy mình tin tưởng ở chính mình nữa. Thế thì nó mới chỉ chạm vào một phần của quá trình phục hồi lại trạng thái trọn vẹn trong mình mà thôi. Đó chưa phải là chữa lành. Bởi vì khi nhận ra được những cái nguyên nhân rằng những gì trong quá khứ, những tổn thương trong quá khứ gây ra cái cách mình tiếp nhận và phản ứng trong thời điểm hiện tại, cái bước tiếp theo đó là những tổn thương đó là do sự hiểu nhầm trong tâm trí của mình. Ví dụ khi bố mẹ mình đánh mình, trong cái thời gian mà mình mới có mấy tuổi đó, thì mình nhìn cả thế giới này chỉ có bố mẹ mình thôi, đó là những người duy nhất bao bọc, chở che, chăm lo cho mình từng bữa cơm, từng giấc ngủ, yêu thương mình, bao bọc mình, thậm chí tôn thờ mình như một vị thánh. Thực ra khi mà nhìn những bạn nữ trẻ mà có con ấy, thì các bạn thấy là chúng ta tôn thờ con như thế nào. Chúng ta chụp ảnh từng cái điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, nụ cười, những gì mà trẻ con nó thể hiện thì chúng ta đều thấy nó tuyệt vời. Rồi chụp ảnh, quay phim, đăng lên Facebook, chia sẻ với gia đình, bạn bè. Bố mẹ chúng ta cũng từng tôn thờ chúng ta như thế, như một vị thánh. Thế rồi khi bất ngờ một ngày bố mẹ mình đánh mình, mắng mình, thì chúng ta rất hoang mang, cả thế giới sụp đổ. Bởi vì hóa ra là mình không được yêu thương, hóa ra là mình không phải một vị thánh, hóa ra là bố mẹ mình không bao bọc chở che mình như mình vẫn tưởng. Thế nhưng mà chúng ta lúc đó chưa nhìn thấy được rằng vì sao cái ngày hôm đó bố mẹ mình lại mắng mình, đánh mình. Bố mẹ mình đi làm bao nhiêu những cái vất vả, những cái căng thẳng mệt mỏi từ công việc, từ đồng nghiệp. Mà nhất là cái thời mà chúng ta còn bé, cái tầm tuổi như mình lúc đó, cái điều kiện hoàn cảnh sống vật chất của bố mẹ mình còn rất là thiếu thốn. Việc làm ăn kiếm tiền, rồi là lo toan cho gia đình, rồi là những cái khuôn khổ mà ông bà này, của gia đình, của xã hội lúc đó đè nặng, gánh nặng trên vai bố mẹ mình. Bây giờ mình đi làm về sau một ngày mình còn stress nữa là, đúng không? Thì khi mà bố mẹ mình với những cái nỗi lo toan trong cuộc sống đó, rồi có thể là họ kết hôn khi mà họ còn trẻ nữa, họ có những cái khúc mắc mà họ cảm thấy không hài lòng với nhau, hoặc là không cảm thấy mình được thấu hiểu, rồi là bố mẹ của họ cũng không có thấu hiểu, không có yêu thương họ được như cách mà họ mong muốn. Thế thì cái nỗi giận, cái sự việc là mắng mình, đánh mình vào cái ngày hôm đó, vào cái tuổi trẻ đó, có thật sự là vì bố mẹ mình không yêu mình hay không? Không tôn thờ mình như một vị thánh, không bao bọc chở che mình, hay là vì bố mẹ mình không chịu được cái áp lực vào lúc đó, không chịu được những căng thẳng, dằn vặt, gánh nặng trên vai họ vào thời điểm đó? Thế thì khi còn là một đứa trẻ, chúng ta không nhìn thấy những điều đó, chúng ta không thể nhìn thấy thực tế cuộc sống này, bởi vì chúng ta chưa trải qua. Và cái tầng nhận thức của trẻ con thì nó còn đang rất là đơn sơ, chúng ta còn chưa biết được thế giới, còn chưa biết đây là cái bàn, kia là cái ghế, kia là ngọn núi tuyết, kia là cánh đồng, vân vân. Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được tâm lý của bố mẹ chúng ta? Và bởi thế, cái cách mà chúng ta phiên dịch, cách mà chúng ta lưu trữ ở trong bộ nhớ của mình hoàn toàn là một sự hiểu nhầm mà chúng ta mang theo trong cả cuộc đời. Và khi mà tham gia vào những khóa chữa lành thì thường họ sẽ giúp chúng ta nhìn lại là mình cảm thấy mình không được yêu thương, mình không được trân trọng, mình không được tôn trọng, nhìn nhận là bởi vì hồi xưa bố mẹ mình có những cái cách cư xử với mình như thế này, như thế này. Nhưng chúng ta phải nhìn vượt qua cái giới hạn đó. Chúng ta không phải là nạn nhân. Bố mẹ chúng ta, hay sau này là bạn bè, đồng nghiệp, xã hội, tuy rằng cái thời điểm đó chúng ta cảm thấy rất là bị tổn thương, rất là thất vọng, hay là cảm thấy không thể hiểu được rằng tại sao mình lại phải chịu những cái vấn đề đó, nhưng khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là chúng ta đang đặt mình ở vị trí nạn nhân. Cái đấy gọi là victim consciousness của bản ngã. The ego's victim consciousness. Tức khi bản ngã nghĩ rằng mình là nạn nhân của sự việc,
nạn nhân của hoàn cảnh, nạn nhân của những mối quan hệ. Họ làm cho mình đau khổ, họ không yêu thương mình, họ không quan tâm đến mình, họ không cảm nhận được cảm xúc của mình, họ không thấu hiểu, không ghi nhận sự nỗ lực của mình, vân vân. Đấy là mình đang coi mình là nạn nhân. Và vì sao mình lại coi mình là nạn nhân? Bởi vì tất cả những suy nghĩ đều đang hướng về mình. Mình đang hướng cả thế giới trong suy nghĩ của mình vào mình. Đó là bản ngã. Bản ngã là cảm nhận về sự tồn tại của cá nhân mình và những lợi ích của cá nhân mình. Thì khi mà mình cảm thấy là cái việc này là không công bằng đối với mình, người này nói này không tốt đối với mình, không đúng, rồi làm cho mình bị mất mặt, rồi bố mẹ cư xử với mình như thế là không yêu thương mình, tất cả những suy nghĩ này các bạn có cảm thấy rằng là tất cả đều đang hướng vào là tôi là nạn nhân, tôi bị như này, mọi người không yêu thương tôi. Tất cả mọi thứ, mọi luồng suy nghĩ đều hướng về mình. Đó là cái suy nghĩ của bản ngã. Và trong đạo Phật gọi là bản ngã, cái tôi hay là ego, là khi mà chúng ta không nhìn thấy những thứ khác, cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận của người khác, cái hoàn cảnh của người khác, vì sao họ như thế, họ đang cảm thấy như thế nào, họ đang trải qua những gì, chúng ta không hề nhìn thấy. Chúng ta chỉ quan tâm, chỉ nghĩ đến, chỉ nhìn thấy và cảm nhận thấy vấn đề của mình, nỗi đau của mình, người ta đối với mình như vậy, mình bị chịu như thế này. Tất cả đều đang khư khư, đang co do vào chính mình. Đây là bản ngã các bạn ạ. Thế thì để mà chữa lành, thực ra vẫn là cái chữ chữa lành này, thì mình nói dùng cái từ chữa lành để cho các bạn dễ liên tưởng và hình dung với cái công việc mà các bạn đang cố gắng tìm kiếm trong các khóa chữa lành thôi. Chứ còn chữa không lành ngay như vậy. Và như mình đã giải thích đó, vết cắt khi mình đắp thuốc lên, mình băng lên, mình nhờ bác sĩ kiểm tra, họ đâu có chữa lành cho mình đâu. Mình tự chữa lành qua thời gian. Mình bôi thuốc, mình băng gạc, mình bảo vệ mình ăn uống, rồi uống vitamin C rồi các thứ, là để cơ thể mình tự phục hồi, đúng không ạ? Mình cho thời gian để phục hồi và mình giúp cho cái quá trình đó nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn và diễn ra một cách thuận lợi hơn mà thôi. Hoặc là có những người gọi là bác sĩ đi, thì người ta chỉ cho mình cái cách là đừng có mà rửa nước nhá, đừng có chạm vào chỗ bẩn nhá, thế này thế kia. Nhưng họ đâu có chữa cho mình lành đâu. Mình tự lành mà thôi. Họ chỉ có chỉ cho mình một cái tip, cái cách thức để dặn dò mình các thứ. Thế còn mình là người phải vượt qua và tự mình đem lại những cái chất dinh dưỡng, rồi tránh những cái gì cần tránh, rồi tự mình phải có cái ý thức đó thì mình mới lành được. Cái bước tiếp theo mà mình vừa với đang nói dở đó, tức là sau khi nhận ra rằng là mình có những cái tổn thương trong quá khứ, thì mình cần nhìn xuyên qua nó. Những tổn thương đó là những hiểu nhầm, mà vì lúc đó cái tầng nhận thức của mình, cái khả năng ý thức của mình nó chưa nhìn thấy được góc độ của người khác, và vì thế mình đổ lỗi cho họ. Họ làm cho mình đau khổ, họ làm cho mình tổn thương, họ không yêu thương mình, không quan tâm, không cư xử với mình đúng cách mà mình mong muốn. Thế thì cái bước tiếp theo đó là mình phải hiểu được họ. Mình có thể là không hoàn toàn biết được chính xác lúc đó họ nghĩ gì, làm gì, hoàn cảnh ra làm sao, nhưng mình có thể vận dụng cái phương pháp tự vấn. Đó là mình cần phản biện niềm tin của chính mình. Phản biện niềm tin tức là thay vì mình chỉ nhìn thấy ở góc độ của mình thôi, là bố mẹ mình đánh mình cho nên mình rất là tổn thương, mình buồn, mình thất vọng, mình trở thành mất niềm tin ở bản thân mình, vân vân. Mình phải bắt đầu phản biện. Có thật sự là bố mẹ mình không yêu thương mình nên mới làm như thế hay không? Hay là trong cái thời điểm đó có những cái vấn đề gì trong cuộc sống của bố mẹ, trong cảm nhận, suy nghĩ, cảm xúc của bố mẹ khiến cho bố mẹ hành xử như thế? Ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta bắt đầu quan tâm đến việc người khác thực ra đang trải qua những gì, vì sao sự việc hoàn cảnh xảy ra như vậy, có thật sự là chỉ có mỗi mình là đúng là cái nạn nhân hay không, hay là vì những người khác cùng trong cái bối cảnh đó họ có những cái nỗi đau, những cái nỗi niềm riêng của họ, có những cái hoàn cảnh, những cái cảm xúc, những cái bối cảnh trước đó mà chúng ta không hề biết, mà chúng ta cần tìm hiểu, cần quan tâm. Đôi khi chúng ta không thực sự biết được, chúng ta đâu có hỏi họ đâu mà biết. Nhưng chúng ta phản biện niềm tin của mình bằng cách là có thể lúc đó đồng nghiệp mình gắt với mình, rồi là đối xử với mình không tốt, có thể là con họ ốm, có thể là bố mẹ họ ốm, có thể là trong gia đình có những cái vấn đề khúc mắc,
cũng có thể đơn giản là người ta đang mệt mỏi vì thời tiết thay đổi, ví dụ thế. Tuy nhiên là chúng ta chỉ nhìn xoáy vào cái vấn đề của mình thôi, à họ không tốt với mình, họ nói câu đó là không hay, là làm tổn thương mình. Thế thì từ việc chúng ta bắt đầu quan tâm và nhìn nhận đến cái góc độ của người khác, như vậy có nghĩa là thay vì chúng ta khư khư ở trong mình như thế này, chúng ta bắt đầu mở ra, chúng ta bắt đầu hướng ra phía bên ngoài, chúng ta bắt đầu bung tỏa cái ý thức. Thay vì là bị rào trong ý thức của bản ngã, chúng ta bung ra khỏi nó, chúng ta bắt đầu tìm hiểu và cố gắng để làm cho mình hiểu cái góc độ của người khác và nhìn nhận sự việc, hoàn cảnh ở một cái góc độ khách quan, toàn diện và chân thực hơn, thay vì chỉ có nhìn vào cái duy nhất một cái suy nghĩ, một cái cách phiên dịch mà mình đã vốn tin vào đó rồi khư khư nắm chắc nó trong đầu mình. Thế thì khi mà bắt đầu hiểu ra được rằng hóa ra là sự việc nó không hoàn toàn như mình nhìn thấy đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu học được cách tha thứ. Chúng ta có thể là giận bố mẹ mình là chỉ vì cái sự việc ngày xưa là như thế này như thế kia mà bố mẹ mình đánh mình rồi làm cho mình cả một đời thành ra là mất niềm tin rồi không cảm thấy được yêu thương vân vân. Khi chúng ta hiểu được góc độ của bố mẹ hay là hiểu được góc độ của những người đã làm ta tổn thương, chúng ta cần tha thứ cho họ. Tha thứ ở việc đó là họ cũng đã như mình, họ không nhìn thấy được sự tác động, sự ảnh hưởng của họ đối với người khác. Tức là họ không cảm nhận, không nhìn thấy được một cách đầy đủ về việc là ví dụ người này sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình nói câu này, hoặc là mình đang mệt mỏi, mình đang có vấn đề của mình nên là mình bực dọc, mình phát ra một cái câu nói rất là tổn thương. Mình không ý thức được là mình vừa mới nói một câu rất tổn thương với người khác. Mình không ý thức được. Có nghĩa là những người làm tổn thương chúng ta không phải là cố ý, mà là bởi vì họ bị giới hạn trong niềm tin và nhận thức của chính họ. Bởi thế mà khi chúng ta hiểu được rằng chúng ta hiểu nhầm, chúng ta tự vẽ ra cho mình một cái niềm tin rằng là họ làm mình tổn thương, rồi mình cứ khư khư ở trong cái trạng thái là nạn nhân đó. Thế và họ cũng thế. Ví dụ như bố mẹ mình thì lại trời ơi, bao nhiêu là những cái đau đầu, nào là công việc, nào là gia đình, nào là anh chị em họ hàng làng xóm, những cái áp lực đã thế con lại còn hư, ví dụ thế. Có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn thấy vấn đề của riêng mình mà thôi, ai cũng vậy. Và vì thế chúng ta cần phải tha thứ, chúng ta cần phải thấu hiểu. Mọi người thường thắc mắc là làm nào để tha thứ. Tha thứ rất đơn giản, đó là thấu hiểu. Thấu hiểu và chấp nhận. Khi chúng ta chưa thấu hiểu và chưa chấp nhận thì chúng ta chưa thể tha thứ. Để mà tha thứ thì đơn giản đó là chúng ta cần nhìn thấy những góc độ của họ và chấp nhận rằng nếu chúng ta ở trong trường hợp của họ, trong vị trí, đúng vị trí của họ với tất cả những gì họ đang phải trải qua, chúng ta cũng hành động đúng như thế. Không hơn được, không thể hơn được, vì chúng ta bị ràng buộc trong những cái stress, những cái căng thẳng, những cái giới hạn của nhận thức. Mình chỉ có thể hành động như vậy được thôi, trong cái khả năng đó. Những hiểu nhầm trong thời thơ ấu mà chúng ta cứ tiếp tục mang theo suốt cả cuộc đời và nó trở thành một cái phản ứng tự động, một cái phản xạ tự nhiên khi mà bất cứ điều gì xảy ra chúng ta lại xuất phát từ cái niềm tin rằng mình không được yêu thương, mình không được tôn trọng, mình không được nhìn nhận và thấu hiểu, nên chúng ta mới phản ứng lại với những cái sự việc trong thời hiện tại. Chung quy lại thì cái lý do, cái nguyên nhân sâu xa nhất của cái vấn đề này đó là bản ngã và tâm trí. Bản ngã như mình cũng vừa mới giải thích đó, đó là khi mà tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi cái phân vân, những cái rối ren ở trong đầu mình đều là đang suy nghĩ về mình. Và bên ngoài kia, những người xung quanh mình, những hoàn cảnh xung quanh mình là những người gây ra đau khổ cho mình đang đổ lỗi cho họ. Chúng ta sẽ phải vượt qua được cái tầng ý thức của bản ngã này bằng cách tìm hiểu, mình cần hiểu được vì sao người ta lại có những cái phản ứng như thế, bởi vì họ đang trải qua vấn đề gì. Nếu như mình là họ, khi mà mình hiểu những cái khó khăn mà có thể họ đang trải qua đó, nếu mình là họ, mình sẽ hành xử đúng như thế, không hơn được. Và vì thế mình chấp nhận và thấu hiểu. Và cái quan trọng đó là mình thay đổi chính mình. Mình sẽ không làm tổn thương một người khác như thế, đặc biệt là con cháu của mình. Khi mà bố mẹ mình làm cho mình tổn thương là người ta không có ý thức được. Và bản thân họ cũng đã bị tổn thương từ bé nữa. Và cứ như vậy qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng ta cứ làm tổn thương nhau. Và chúng ta ngập trong cái suy nghĩ rằng ta bị tổn thương bởi người ta yêu thương. Nhưng thực ra không phải. Đó là hiểu nhầm khi ta chưa nhận thức được
vì sao người ta hành động như thế. Và khi nhận thức được vì sao người ta hành động như vậy rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thương cảm và chúng ta rất là thấu hiểu. Nếu mình là vậy, mình ở đúng vào cái thời điểm đó, hoàn cảnh đó, mình cũng như thế mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ thấu hiểu, chấp nhận, tha thứ. Và chúng ta sẽ bắt đầu ý thức hơn về những gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta tác động đến xung quanh, để chúng ta không làm tổn thương và hiểu nhầm những người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta giấu bản thân mình, mà có nghĩa là chúng ta sẽ gỡ bỏ những hiểu nhầm và những tầng lớp của bản ngã và tâm trí, để chúng ta trở về với con người đơn giản, nhẹ nhàng, vui vẻ, thật thà, chân thành. Mà nếu như ai cũng vậy thì chúng ta không còn tổn thương nữa đâu. Chúng ta sẽ không có ai gây tổn thương cho ai, nếu như ai cũng có cái sự nhận thức được là chúng ta cứ thật lòng, chân thành, yêu thương, gắn bó, hài hòa với nhau, không có những cái gằn hắt, giận cá chém thớt. Hay là nhiều khi chúng ta không hiểu rõ chính tâm lý mình, thực ra là giận ở công ty nhưng về lại mắng vợ con, kiểu như thế. Thì khi mà chúng ta nhận thức được, kiểm soát được cái cảm xúc và cái cách hành xử của mình, thì chúng ta sẽ không còn làm tổn thương lẫn nhau. Cái việc là nhận thức được về cái tôi ấy, nó sẽ là một cái bước rất quan trọng để chúng ta có thể bước đầu vượt qua được chính những đau khổ dằn vặt trong chính mình. Bởi vì đau khổ dằn vặt đó thực chất chỉ là cái tôi đang nghĩ về chính mình mà thôi. Và nghĩ rằng là mình cần được yêu thương, vì sao người kia không yêu mình, người này không quan tâm đến mình. Chúng ta có yêu thương và quan tâm người khác hay không? Hay tất cả thời gian chúng ta chỉ dành đến việc là nghĩ về bản thân mình mà thôi? Tất cả chúng ta đều bị cái tôi, cái bản ngã này, cái ego này làm cho mình nghĩ rằng đây là thực tế cuộc sống. Tất cả mọi suy nghĩ đều hướng về mình và đổ lỗi cho xung quanh, đổ lỗi cho những gì đang diễn ra xung quanh mình. Khi mà mình đang một mình đang tìm kiếm con đường, mình sẽ cảm thấy khá là mất phương hướng, khá là hoang mang và không biết đi đâu về đâu. Chính vì thế mà chúng ta thường tìm đến những tổ chức, thường tìm đến những nhà chữa lành, những nhà tâm linh hay những người thầy để chúng ta tìm thấy một cái sự dẫn dắt. Khi mà chúng ta tìm được những người đồng cảm, hoặc là đơn giản là họ hiểu được mình, hiểu được con đường mà mình đang đi, chúng ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Bởi vì chúng ta không đang bước đi một mình trên con đường đó. Dù rằng đó là con đường của một mình, nhưng mà có vô vàn người khác cũng đang đi trên một con đường giống như chúng ta mà thôi. Và vì thế mà mình cũng nói rằng là các bạn có thể dành thời gian để đọc bài 5 giai đoạn của tỉnh thức, để thấy rằng đây là một cái hành trình mà tất cả chúng ta đều đã và đang phải trải qua. Cũng có những người mà họ còn đang ở giai đoạn 1, người ta không nghĩ là mình phải đi đến đâu cả, mình cứ sống như vậy thôi, không vấn đề gì cả. Thế nhưng mà một khi chúng ta bắt đầu có những câu hỏi như là mình là ai, vì sao mình lại như này, sao mình lại cứ đau khổ dằn vặt như này, mình muốn chữa lành, mình muốn thoát ra khỏi cái sự đau khổ dằn vặt này. Khi có những cái mong muốn đó, những cái nhu cầu, những cái khát khao đó, thì đó là khi mà chúng ta bắt đầu tiến hóa nhanh hơn. Chúng ta bắt đầu đi trên cái con đường này một cách rõ rệt hơn. Thì chúng ta sẽ cần tìm thấy những cái sự chỉ dẫn đúng đắn, chân thực, và những người thầy công tâm và những người thầy mà thực sự là hiểu mình, hiểu cái quá trình mình đang đi, thay vì lại làm cho mình bị lún sâu vào một cái phương thức mình lại thành ra mắc kẹt ở trong đó. Mình nghĩ rằng cái quyển sách của Đạt Lai Đạt Ma, The Art of Happiness, tiếng Việt chắc là dịch là nghệ thuật của hạnh phúc à. Đây là quyển sách gần như là đầu tiên vào thời kỳ năm 2011 hay 2010 gì đó. Nó bắt đầu giúp cho mình nhận thấy là hóa ra tất cả mọi người đều có những mong cầu như nhau. Mong cầu được hạnh phúc, mong cầu được bình an, mong cầu được yêu thương, trân trọng, thấu hiểu. Thế nhưng mà mỗi người lại chỉ có tập trung vào cái mong cầu của mình và đổ lỗi cho người khác. Đây là cái vấn đề lớn, vấn đề của bản ngã, của mỗi bản ngã. Trong thế giới này, nó là nơi mà rất là nhiều bản ngã đang đối chọi nhau. Bản ngã đang cố để bảo vệ cái quyền lợi của mình, đang cố để mình được yêu thương nhiều hơn, mình được quan tâm, mình đạt được những gì mà mình mong muốn, thay vì là mình mở rộng trái tim, tâm hồn mình để thấu hiểu người khác, để kết nối, để sống một cuộc đời hài hòa, vui vẻ, an yên, trọn vẹn. Khi mà chúng ta bắt đầu tỉnh thức dần một tí, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thực sự đã tỉnh thức rồi, hơn mọi người, có thể chữa lành cho mọi người, có thể đem đến điều này, điều kia cho mọi người. Nhưng thực ra không phải, mỗi chúng ta đều đang trên con đường của mình. Mình không thể chữa lành cho ai khác cả. Mỗi người phải tự mình tìm về sự trọn vẹn, an yên trong chính mỗi người mà thôi.
Mình cũng mất nhiều năm, mình bắt đầu quằn quại là từ lúc 13 tuổi. Trong suốt những cái trải nghiệm của mình, cuối cùng nó dẫn đến việc là hóa ra tất cả những sách vở mình đọc, tất cả những đạo giáo mình tìm hiểu, tất cả những phép màu mình được trải nghiệm, tất cả những bài học về tâm sinh lý, những khóa chữa lành, rồi tham gia retreat này, retreat kia, tất cả chỉ là công cụ, giống như là cái thuốc giảm đau, giống như là cái băng gạc để đắp lên cái chỗ đau của mình. Rốt cục mình là người tự chữa lành, mình là người tự lành, tự lành. Nhưng nó là một quá trình, và tất nhiên là chúng ta vẫn cứ phải cố gắng để tìm kiếm, để dần dần, theo thời gian, nó là một quá trình mà. Nên theo thời gian chúng ta sẽ tự chữa lành cho chính mình. Và trên con đường đó chúng ta sẽ gặp được những người mà có thể là chỉ cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những cái cách thức, những cái bước rút ngắn. Và nếu chúng ta áp dụng đúng, chúng ta hiểu được đúng, thì nó sẽ rút ngắn được con đường của chúng ta một chút. Những người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. Đúng vậy. Cả cuộc đời rất nhiều kiếp người, chúng ta cứ như vậy mãi mà thôi, làm tổn thương lẫn nhau. Và ví dụ bây giờ chúng ta vẫn còn đang dằn vặt, vẫn còn đang đau đáu trong cái nỗi niềm của mình rằng là bố mẹ mình không hiểu mình, đồng nghiệp không tốt với mình rất là vật vã với cuộc đời. Sau đó mình lại lấy chồng sinh con, và một ngày đẹp trời mình lại đang stress, mình đang dằn vặt và đau khổ với cái vấn đề của mình, và mình mắng con mình đánh con mình, hoặc đơn giản mình chỉ là không ôm ấp yêu thương nó như bình thường, nó cũng đã là một cái gây tổn thương lên nó. Mà lúc đó là nó chưa hiểu, và như vậy nó lại mất mất 30 40 năm tới lại suy nghĩ trằn trọc và lại đi tìm một con đường để chữa lành. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Và vì thế, để mà tránh bớt những hiểu nhầm, chúng ta hãy thay đổi. Thế hệ của chúng ta có thể thay đổi. Khi chúng ta mà nhận thức được rằng là hóa ra chúng ta chỉ đang làm tổn thương lẫn nhau và chúng ta đang hiểu nhầm lẫn nhau, thì chúng ta có thể dừng lại những hành động trong đạo Phật gọi là u mê. Nghe nó hơi chỉ trích một chút nhưng mà đúng là thế thật, bởi vì chúng ta chưa nhận thức được về ảnh hưởng của những cái hành động của mình này, rồi là chưa nhận thức được những cái cách hiểu, cách nghĩ, cách cảm nhận của người khác, nên người ta gọi là u mê, bởi vì nó chỉ có u u trong cái đầu mình thôi. Mình cầu chúc rằng tất cả chúng ta sẽ có thể vượt qua được cái tầng ý thức của bản ngã của mỗi người, để chúng ta cùng kiến tạo một cái thế hệ mới, một xã hội mới mà rất là khó để mà không còn một tí nào, nhưng mà sẽ cắt bớt, giảm bớt được rất nhiều những hiểu lầm cho nhau và cho con cháu của chúng ta, để con cháu của chúng ta 30 năm nữa không còn phải đi tìm kiếm những câu trả lời như thế này nữa, mà sẽ sống trong an yên, vui vẻ, hạnh phúc, hài hòa với tất cả mọi người, với thiên nhiên, với cuộc sống. Tất cả đều rất là tươi đẹp. Một ngày tươi đẹp như này chẳng hạn, mà chúng ta cứ ngồi buồn bã, đau khổ, quằn quại với vấn đề của mình, nó có đáng hay không? Cuộc đời thực ra là rất ngắn ngủi. Chúng ta không thể biết được rằng là còn bao nhiêu ngày nữa để sống, hay là chúng ta ở nơi này với những con người này còn bao nhiêu lâu nữa. Nên là sống một cách trọn vẹn. Ôi, nói vậy mình muốn khóc quá. Bạn tóm tắt cho mình thành hai bước đúng không? Không ạ. Một này, bước một này, đổi nhận thức. Không phải mình bị tổn thương, mà chỉ là mình hiểu lầm bằng bản ngã. Đúng. Bước 2, hiểu từ góc độ của người khác bằng phương pháp phản biện niềm tin, rồi tha thứ cho họ. Bước 2 là mình tìm lý do để hiểu hơn cho họ. Chính xác bạn ạ. Đôi khi mình không có thời gian, rồi không có cơ hội để mà hỏi họ chính xác rằng là ô hôm đấy thực ra là có chuyện gì xảy ra vậy. Người ta có thể không bao giờ nói được cho mình không có cơ hội để hỏi, hoặc là người ta có khi cũng không nhớ cơ. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ tự mình tưởng tượng, thì cũng không hẳn là tưởng tượng mà là từ kinh nghiệm sống của mình. Bây giờ mình lớn rồi, mình có kinh nghiệm sống rồi đúng không ạ? Thì khi mà mình thấy rằng người ta có một cái cảm xúc tiêu cực chẳng hạn, từ cái kinh nghiệm của mình cũng có thể hình dung ra được là có nhiều cái vấn đề có thể là nguyên nhân. Ví dụ họ mệt mỏi, họ ốm đau, con họ ốm, rồi người ta bị một cái người nào đó chỉ trích, hay là đi trên đường bị va quệt, vân vân. Rất là nhiều cái vấn đề mà từ kinh nghiệm sống của mình có thể thấy được rằng mình hiểu được, mình chấp nhận được, mình cảm thông được và mình tha thứ được. Cô ơi, con thắc mắc liệu mình nhìn được góc nhìn của họ để tha thứ có được coi là một cách đánh lừa bộ não hay không? Đó là một cách để sống tạm thời, nhưng để lâu dồn lại sẽ phát nổ. Vì có những chuyện không phải một lần mà kéo dài suốt bao nhiêu năm,
họ gần như đã làm nên vết hằn trong tiềm thức của mình, nhưng còn không nghĩ là do họ không nhận thức được. Họ có thể nhận thức được nhưng họ không làm. Dù gì thì ai cũng biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Một câu hỏi rất là quan trọng đấy ạ. Tại vì thực ra từ nãy đến giờ thì mình cũng đã nói đến cái chuyện là chúng ta sẽ tha thứ này, chúng ta sẽ thấu hiểu này, và chúng ta sẽ thay đổi nhận thức của chính mình, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, chúng ta cũng đồng thời cũng hiểu rằng là trong cuộc sống này gần như tất cả mọi người đều đang dần dần nỗ lực tỉnh thức dần. Nó cũng là một quy trình chung, một quá trình tiến hóa chung của nhân loại. Nhân loại trải qua một thời kỳ rất rất u mê, khi mà chiến tranh, khi mà con người còn thậm chí chém giết nhau để tranh giành miếng ăn này. Xong rồi đến cái thời kỳ bắt đầu tỉnh thức dần, đó là chúng ta làm kinh doanh một cách rất là văn minh, chúng ta không có chém giết nhau, chúng ta thương thảo, chúng ta nói chuyện, chúng ta đàm thoại, đúng không ạ? Rồi là bắt đầu chúng ta dần dần tỉnh thức hơn ở mức độ là chúng ta hiểu được cảm nhận của nhau, hiểu được những vấn đề người kia đang trải nghiệm, rồi là đằng sau của những cái sự việc không hài lòng là gì. Thì đây là cái quá trình mà mọi người bắt đầu dần dần tỉnh thức, nhân loại dần dần tỉnh thức. Tuy nhiên, chúng ta đang trong quá trình đó. Và trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người ta? Mình quên rồi, nhưng không sao. Thì gần như cái số đông có lẽ phải đến 90 mấy% đều vẫn đang ở trong quá trình dần dần nhận thức được dần. Thế còn để mà nhận thức được rồi lại còn đi đến hành động cơ. Đôi khi chúng ta biết là chúng ta không nên nói cái lời này, chúng ta không nên hành động như thế này sẽ làm tổn thương trẻ con, nhưng chúng ta vẫn cứ làm. Bởi vì giữa ý thức và hành động nó còn là một cái khoảng cách, cần một cái sự thực hành và trải nghiệm rất là nhiều năm. Thì khi mà ý thức càng mạnh thì cái khoảng cách giữa ý thức và hành động đó nó sẽ càng ngắn lại. Tức là khi mà ý thức mình rất rất mạnh rằng lúc nào mình cũng nhận thức được là mình không làm tổn thương người khác, hoặc là người khác làm tổn thương mình là vì những cái lý do đằng sau như thế này thế kia, tức là cái nhận thức của mình ngày càng sáng tỏ, ngày càng mạnh mẽ, thì dẫn đến hành động của mình cũng thay đổi theo rất nhanh. Thế thì những người mà đôi khi họ cũng nhận ra đấy, nhưng họ nhận ra một năm một lần, hay là họ nhận ra một giây trong 24 giờ nhân với 60 phút nhân với 60 giây, họ nhận ra một giây thì có tác dụng gì cho những cái giây còn lại hay không, thì chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái sự thấu hiểu và kiên trì. Bởi vì khi mà 99% mà ý thức của mình còn vẫn đang ở trong cái tầng ý thức của bản ngã, thì 1% mà chúng ta tỉnh thức, hay là như bạn nói đây là họ cũng nhận ra đấy, nhưng mà cái 1% đó nó sẽ chưa đủ để thay đổi được hành động, và chưa đủ để chiến thắng được 99% còn lại kia. Khi mà nếu như bạn cảm thấy cái môi trường nó quá mức mà mình chịu đựng, thực ra mình đã trải qua cái quá trình đó, thế thì cái việc cần thiết đó là tạo ra một cái môi trường và một cái không gian tĩnh lặng và bình yên hơn cho chính mình. Có nghĩa là chúng ta có thể rời bỏ môi trường đó, những con người đó. Không có nghĩa là chúng ta không còn yêu thương, không còn quan tâm, không còn liên lạc, nhưng chúng ta không nhất thiết phải ở với họ hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần, mà chúng ta tạo một cái khoảng cách cần thiết để tự chúng ta có khoảng không gian và thời gian để giúp cho chính mình, giúp cho chính mình trên cái hành trình của chính mình. Và họ cũng có thời gian, có thể là cái tốc độ nó có thể khác nhau, có thể mình chỉ mất 10 năm để mình có thể nhận ra và thay đổi được trong hành động của mình, có thể họ mất 20 năm, có thể họ mất 5 năm, vân vân. Nhưng vấn đề là cái tốc độ nó khác nhau, thì chúng ta khi ở gần nhau nó sẽ rất là khó. Thì chúng ta không bắt buộc phải sống với một người, sống trong một hoàn cảnh mãi mãi. Đó cũng là một sự giới hạn mà chúng ta đang bị tin vào mặt thôi. Chúng ta có lựa chọn. Nếu như thực sự cái môi trường hoàn cảnh nó quá là tiêu cực, quá là khó khăn, cái nhận thức của mọi người thực sự là nó còn đang chưa tương xứng với hành động, thì chúng ta có thể lựa chọn bước đi, bước ra một cái môi trường mới, một cái khoảng không mới, để chúng ta có thời gian, không gian cho chính mình và cho họ, và để cứu vãn chính cái mối quan hệ đó. Cứ ở gần nhau này rồi kỳ vọng người kia phải thay đổi, nó sẽ không xảy ra. Chúng ta chỉ có thể làm chủ được cái con đường của mình mà thôi. Chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính tốc độ của mình mà thôi. Và vì thế là chúng ta tập trung vào mình. Không có nghĩa là chúng ta ích kỷ, mà là chúng ta vẫn thấu hiểu rằng là đấy là cái tốc độ mà họ có thể đi, đó là những nhận thức mà họ có thể nhận thức được, và đó là những hành động mà họ
chỉ có thể hành động được vào thời điểm này. Không sao, chúng ta có thể lựa chọn một môi trường khác mà mình cảm thấy phù hợp hơn với mình. Mình có thể ở xa ra, hoặc là sống một mình, hoặc là gì đó. Đó là cái cách mà mình đã chọn cho chính mình. Và thực ra là mình cảm thấy là đó là một lựa chọn đúng đắn mà mình đã từng làm. Mình bước ra khỏi xã hội Việt Nam, mình xa rời gia đình mình. Thực ra lúc đó mình bước đi với một cái nỗi hận thù, với một nỗi bất mãn rất lớn. Và rồi rốt cục khi mà mình nhận ra rằng cái vấn đề là giải quyết trong mình, và rất là may mình đã tạo ra được cái khoảng cách đó, thì mình mới có thời gian để mà nhận ra và cải thiện, rồi là thay đổi chính mình. Thì khi mà nhận ra và thay đổi được chính mình xong á, thì mình mới nhận ra là mình hiểu họ, mình chấp nhận được họ. Và dù gì thì mình vẫn có thể là không thể sống cùng, trở về cái môi trường mà mình phải sống cùng với họ nữa, nhưng mà mình vẫn rất là trân trọng, rất là tôn trọng, yêu thương, và vẫn giữ cái kết nối, vẫn có thể giúp đỡ nhau, vẫn có thể chia sẻ với nhau mọi thứ, không vấn đề gì cả. Chỉ có cái là mình cần một cái khoảng không, một cái thời gian, không gian tách biệt một chút, để mình mỗi người có thể tập trung vào con đường của chính mình. Làm sao để bao dung thôi, chứ không trở nên dễ dãi. Bao dung có nghĩa là mình thấu hiểu, mình hiểu được những nỗi đau, những cái dằn vặt, những cái gì người khác đang trải qua. Và mình từ kinh nghiệm sống của mình mà mình cảm thấy rằng nếu mình là họ, mình cũng sẽ hành động đúng như họ. Đó là bao dung. Thế còn dễ dãi? Dễ dãi tức là khi mà mình nhượng bộ, theo kiểu là nhượng bộ là mình không là chính mình để mà đáp ứng được cái mong mỏi của người khác, hoặc là để làm cho họ vui lòng, nhưng mình dối lòng mình. Thế thì đây là hai cái mà khi mình hiểu rõ thì mình sẽ phân biệt được, và mình sẽ không bị vướng mắc đâu ạ. Để chúng ta không bị dễ dãi, chúng ta sẽ phải hiểu được thực sự mình cần gì, muốn gì. Thực sự mình cảm nhận như thế nào ở trong lòng mình. Và mình trao đổi, chia sẻ một cách thành thật, nhưng không làm người khác tổn thương. Chúng ta sẽ không đi theo cái phương án là à thôi tặc lưỡi, không cần biết mình cần gì, muốn gì, mình cứ làm cho họ hài lòng, vui vẻ. Vì là mình muốn bao dung với họ nên là thôi cứ làm theo cách của họ đi, hoặc là thôi không cần phải thay đổi gì ở họ cả. Quan trọng nhất là chúng ta biết chúng ta cần gì, muốn gì, và điều gì là thật nhất đối với mình. Và khi chúng ta biết được rồi thì bạn có thể xem lại livestream về tự vấn, để hỏi được mình thực sự cần gì, muốn gì này, rồi là phản biện lại những cái niềm tin của mình. Ví dụ như mình nghĩ là à, mình phải nghe theo hoặc làm theo, hoặc để cho họ làm theo cách của họ thì sẽ hài hòa hơn, rồi mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn, rồi họ sẽ yêu quý mình hơn. Đấy cũng chỉ là niềm tin mà thôi. Dễ tính thì nó lại khác. Dễ tính thì thực ra thế nào cũng được, nhưng mà ví dụ như là mình bây giờ trở nên dễ tính hơn ngày xưa rất là nhiều, nhưng mình lại không dễ dãi. Bởi vì mình thực sự biết mình muốn gì, cần gì, như thế nào là đúng là sai, trong sâu thẳm trực giác của mình, chứ không phải là theo cái nguyên tắc của xã hội. Nó cũng sẽ là một quá trình, và bạn hãy cứ kiên trì một chút. Chúng ta tập trung vào việc hoàn thiện mình, quay trở về được với lại cái nguyên bản của mình, hay là mình hiểu được mình, hiểu được những gì mình thực sự muốn, thực sự mong cầu, thực sự tin. Tin không có nghĩa là tin là vì người khác bảo cho mình, hoặc là tin là à, mình không được yêu thương các thứ, mà tin ở chỗ là mình biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Ví dụ bây giờ có một cái con vật ở đây, mình có muốn làm đau nó không, đánh nó không, đập nó chết không? Cái đấy mình sẽ tự lắng nghe trong mình, và mình biết mình có muốn hay không, mình có nên hay không. Đó là trực giác. Khi mà mình tin vào trực giác của mình biết như thế nào là đúng là sai này, và mình biết như thế nào là thật đối với mình, thì mình sẽ không dễ dãi. Bởi vì bất cứ mối quan hệ nào, bất cứ hành động nào, mình cũng sẽ luôn luôn sống với tôn chỉ, đó là mình sẽ phải được là con người chân thật nhất với chính mình. Khi là con người chân thật nhất của chính mình, không có nghĩa là mình sẽ phải phản bác, mình sẽ phải làm cho họ thua mình, hay là tranh cãi hay là gì cả. Mình sẽ vẫn phải tìm ra cái cách để giao tiếp một cách nhẹ nhàng. Nó cũng sẽ là một cái sự kết hợp rất là hài hòa. Nếu mình bao dung được, mình sẽ không giao tiếp ở một cái góc độ tức giận hay là đổ lỗi nữa, thì cái hiệu quả của giao tiếp nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và mình sẽ không dễ dãi, bởi vì mình chỉ sống đúng với mình thôi. Còn không đúng thì mình không sống với họ, hoặc là không đi theo cách của họ nếu không đúng với mình, vậy thôi. Nó sẽ là một quá trình bạn ạ. Thì cứ dần dần, quan trọng là cứ quay trở về dần và tìm thấy cái gì là thật nhất, đúng nhất, với cảm nhận sâu sắc trong lòng mình, chứ không phải là người khác bảo mình, mà là lắng nghe chính mình như thế nào là đúng, là thật, là chân thực với chính mình. Khi mà mình thấu hiểu, mình cảm thông với người khác, và mình có một cái thiện chí,
thì cái cách mình giao tiếp này, cái cách mình xin lỗi hay cách mình trao đổi, thỏa thuận với nhau nó đều rất là nhẹ nhàng và rất là chân thật, rất là thiện chí, không gây những cái hiểu nhầm. Mình mong rằng nếu như các bạn cảm thấy có những thông tin, những chia sẻ hữu ích cho chính các bạn, thì mong rằng các bạn hãy chia sẻ video này, chia sẻ page này đến những người họ cũng đang cần, cũng đang tìm kiếm. Thì chúng ta cùng nhau tạo nên một cộng đồng trên hành trình mà chúng ta đang trở về với chính mình, trở về với sự trọn vẹn an yên. Và từ đó mà chúng ta cùng nhau tạo ra một xã hội, một thế hệ mới, không còn nhiều những hiểu lầm, những tổn thương mà chúng ta đã phải trải qua, chúng ta đều đã phải trải qua như nhau.